Lại nữa, kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật na này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ và đông thắng thân đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ và đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ và đông thắng thân Tây Nghiêu hóa đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế thích bạch, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn, văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều thi ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ, đông thắng thân, Tây Nghiêu hóa, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả bốn châu thiện bộ, đông thắng thân, Tây Nghiêu hóa, Bắc Cu Lô đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển,
thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu vì người rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này đều phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời đế thích bạch, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu,
Vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn, nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương này, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân giáo hóa các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển thì theo ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn rất nhiều, Bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu học bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu học bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả đại Bồ Tát ở bậc bất thối chuyển đều phát xuất từ bát nhã ba la mật đa ấy. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu các loại hữu tình trong châu thiện bộ đều hướng đến quả vị giác ngộ ca tột, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết.
Nếu có khả năng chứng đắc sát trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở châu Thiệm Bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, nếu có các loại hữu tình trong cả ba châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, nếu có các loại hữu tình trong cả bốn châu Thiệm Bộ, Đông Thắng Thân, Tây Ngưu Hóa, Bắc Phu Lô đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu có các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết,
thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu có các loại hữu tình trong trung thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì người rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tịnh, khiến dễ thông suốt, như lý tư duy, theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu có các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới này đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này. Thiện nam tử, đến đây, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết.
Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu có các loại hữu tình ở châu thiệm bộ đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiệm bộ, nếu có các loại hữu tình trong cả hai châu thiệm bộ, đông thắng thân, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiểu thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ đông thắng thân, nếu có các loại hữu tình trong cả ba châu thiệu bộ, đông thắng thân, tây nghiêu hóa, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa, kiều thi ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiệm bộ đông thắng thân, tây nghiêu hóa, đều có các loại hữu tình trong cả bốn châu thiệm bộ đông thắng thân, tây nghiêu hóa, bắc cu lô, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng phân biệt nghĩa thú khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử, đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn.
nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở bốn đại châu, nếu có các loại hữu tình trong tiểu thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vị họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tiểu thiên thế giới, nếu có các loại hữu tình trong trung thiên thế giới, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở trung thiên thế giới, nếu có các loại hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới này, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt chỉ bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở tam thiên đại thiên thế giới này, nếu có các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, đối với quả vị giác ngộ cao tột đều đắc bất thối chuyển. Và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói, diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu, lại nói thế này: thiện nam tử, đến đây đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, ngươi nên chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, khiến dễ thông suốt như lý tư duy. Theo pháp môn Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn thì có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Nếu có khả năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết thì tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu Bát Nhã Ba La Mật Đa được tăng ích viên mãn thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều.
Lại nữa, Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương, nếu có các loại hữu tình ở tất cả thế giới trong mười phương, đối với quả vị giác ngộ ca tột đều đắc bất thố chuyển, và nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, dùng vô lượng pháp môn văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại nói thế này, thiện nam tử đến đây, đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, ngươi nên trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tục, khiến dễ thông suốt như lý tư duy, theo pháp môn bát nhã ba la mật đa đã nói này, nên tín giải đúng đắn. Nếu tín giải đúng đắn, thì có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế. Nếu có khả năng tu học bát nhã ba la mật đa như thế, thì có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết. Nếu có khả năng chứng đắc pháp trí nhất thiết, thì tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn. Nếu tu bát nhã ba la mật đa được tăng ích viên mãn, thì liền chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong châu thiện bộ đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trình bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt trì bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hằng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở châu thiện bộ, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả hai châu thiện bộ đông thắng thân đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Lại nữa Kiều Thi Ca, để riêng các loại hữu tình ở các châu thiện bộ đông thắng thân, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa các loại hữu tình trong cả ba châu thiện bộ đông thắng thân tây ngưu hóa đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân giáo hóa một hữu tình đối với quả vị giác ngộ cao tột đắc bất thối chuyển, lại dùng vô lượng pháp môn bát nhã ba la mật đa văn nghĩa xảo diệu, vì họ rộng nói diễn đạt chỉ bày giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa thú, khiến họ dễ hiểu. Thì này Kiều Thi Ca, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân nói sau đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Hết quyển thứ 167.